Nếu bạn đang làm việc trong ngành quản trị nhân sự và bạn đang muốn phát triển trong ngành quản trị nhân sự thì đừng bỏ qua video này nhé. Ngành quản trị nhân sự là một ngành nghề sẽ có một tương lai và sự nghiệp cực kỳ phát triển, rất dễ kiếm việc làm với mức lương rất cao nếu bạn có năng lực, chuyên môn trong nghề. Thời kỳ chuyển đổi số mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần đến, chính điều này sẽ mang lại thành công cho bạn và sự nghiệp của bạn. Vì vậy, đừng bỏ lỡ khóa học quản trị nhân sự hiện đại tại Smarty Branding and Training này. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ các nghiệp vụ chuyên môn như tuyển dụng nhân tài, giữ chân nhân sự, hiểu rõ tính cách, tâm lý học, nội lực để tạo động lực cho người khác, đào tạo và phát triển nhân sự, xây dựng khung năng lực và văn hóa giúp cho nhân sự phát triển, khi nào cần kỷ luật và tự do, khi nào xây dựng mục tiêu và vận hành công việc đạt hiệu suất. Đặc biệt, với nghề quản trị nhân sự, bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Bạn có thể trực tiếp đào tạo và hướng dẫn người khác dựa vào những chuyên môn, kiến thức và trải nghiệm của bạn. Đến với khóa học, bạn sẽ nhận được những giá trị rất lớn sau đây. X2, thậm chí 3 lần hoặc có thể cao hơn nữa so với mức lương hiện tại. Được dẫn dắt và trở thành chuyên gia, được hỗ trợ tư vấn về công việc sau khi hoàn thành khóa học. Khóa học này dành cho nhân viên đang làm các công việc về quản trị nhân sự, những người có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này, những người đang làm trong lĩnh vực khác mà đang có dự định muốn chuyển hướng sang tạo dựng giá trị trí thức về phát triển con người. Điều đặc biệt hơn, bạn sẽ được hoàn trả lại học phí nếu bạn không đạt được kết quả sau khi hoàn thành khóa học và các bài tập kèm theo. Giá trị của khóa học này đến từ các bước để giúp bạn hiểu rõ, trở thành chuyên gia, bạn cần làm gì và các bước giúp bạn trở thành những gì mình mong muốn. Ngoài ra, bạn còn được tham gia vào đội nhóm để giúp bạn ngày càng phát triển hơn, để chính bạn sẽ tạo dựng cho mình trở nên thành công và hạnh phúc. Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ biết cách truyền thông thương hiệu cá nhân và xây dựng thương hiệu chuyên gia của mình. Link được đính kèm đầy đủ thông tin và nội dung ở đây. Nào, hãy đăng ký tham gia khóa học ngay tại Smarty Branding and Training để rút ngắn con đường mình trở nên thành công.